tìm thấy toàn bộ 13 thi thể đoàn cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67. Tối ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là các cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ. Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sáng ngày 15 tháng 10 trao đổi với phóng viên cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận đến thủy điện Rào Trăng Ba theo đường 71. Ngày hôm qua, các lực lượng đã đi đến trạm quản lý bảo vệ rừng 67 theo đường bộ 71, từ đây sẽ tiếp tục đi tiếp vào Rào Trăng Ba, dự kiến và cố gắng đến chiều nay sẽ tới nơi. Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích tại trạm 67 vì ngày 16 tháng 10 dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão. Nói về tình trạng sạt lở tại trạm 67 và tại thủy điện Rào Trăng Ba, ông Định cho biết, đánh giá ban đầu, tại Rào Trăng Ba kinh khủng hơn rất nhiều vì tới cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Toàn lực lượng quân đội, quân khu 4, bộ quốc phòng, rồi lực lượng giao thông của tỉnh đang tập trung mọi nỗ lực để khơi thông con đường đến hiện trường nơi xảy ra cái vụ sập núi trong thời gian vừa qua. Hiện nay chúng tôi có mặt tại hiện trường, thì cái hiện trường rất ngổn ngang và vấn đề đầu ra đầu tiên là cần phải tập trung ra vị trí cái nhà sụp đổ để có thể là tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Nhìn thấy đường sạt lở rất là dài, có nhiều đoạn sạt lở dài đến hàng mấy chục cây số, và là tất cả các cái nhà gần như là bị sập đổ, các cái công trình thì là cũng bị hư hỏng. Còn mình thấy được từng nhóm người một, khoảng cỡ 3 người là nhiều nhất, trong đó là nhóm 2 người, và chúng tôi đã quyết định tiếp cận rào trăng ở độ cao thấp 30m và thả hàng xuống thành công. Và cán bộ và công nhân và đồng bào này đã đón nhận được những cái phần quà, phần là tiếp nhận y tế cũng như là thực phẩm tối thiểu đã đến được tay. Thì thời tiết sẽ hưởng lên nữa, chúng tôi tiếp tục thực hiện. Thì tại xã Phương Xuân thì trời đã bắt đầu đổ mưa, đây là một điều bất lợi cho lực lượng cứu hộ. Tính đến thời điểm này thì đã có 4 chiếc xe chở thi thể các nạn nhân từ vùng sạt lở trạm kiểm lâm 67 về thành phố. Xung quanh thì có rất nhiều lực lượng an ninh, công an, quân đội và rất nhiều báo chí cũng như người dân và người thân của nạn nhân đến để đón chờ những chiếc xe cứu thương để trong đó đi ra. Bây giờ là 15:45 chiều 15 tháng 10. Tôi đang có mặt tại cổng sau của bệnh viện Quân y 268 thành phố Huế. Lực lượng kiểm soát quân sự đang tập trung rất đông tại đây. Từ khu vực sạt lở, nhiều phương tiện xe cứu thương bắt đầu di chuyển về bệnh viện.